sáng rồi. Ý là hắn nói luôn mà, thằng kêu có người báo chị làm đó. Nó nói thẳng với chị luôn mà. À, sớm á, ý là sợ mình mà bị chi là cách ly cả sớm luôn á. Nay họ phải báo. Về bị lắm, Vô cách ly là bị luôn đó nha. chưa bị được một thanh gì, vừa rồi bị nghe trách nhiệm bị một loạt nó cọc đi là nhập chéo á, nó mới cho kiểu cách ly ở nhà hả? Là mình phải tự cách ly ở nhà cũng được thôi chứ. Bữa nay cách ly đâu phải 14 ngày nữa đâu, 24 ngày. Rất mệt. Cảm giác lo 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 ta. Nhận là nhận ra cho chị Lan sáng người trưa người tối người nhiều người nhé, ba người đó về. Nhưng mà em phải chắc chắn rồi đó, chắc chắn em hỏi là chắc chắn không để chị biết đường mà tính bên này dịch, còn nếu mà em không chắc chắn thì chị không có nhận đâu. Đúng giờ luôn mà. Thôi đừng quên. Em đều dặn trước ạ, anh kêu em phải gọi điện trước. Chứ không lỡ chị đang bận rồi mà mình đi cái việc gì kia gì á. Sáng nó gọi nó bảo, nó chỉ bảo. Hử? Sáng nó gọi hả?
kể nghe, sáng chị gọi em ở cửa, lúc đó là không thấy chị đứng ở cửa. Cái xong về gọi điện cho chị, nói chuyện, nói là chị không có được làm hay kêu chị không làm. Cái hắn kêu đi chứ chị em dặn chị rầu đó nghe. Chứ có người báo chị vẫn làm đó. Biết ai báo luôn đó. Còn mẹ nó rảnh ghê luôn. Dăng báo liền do là dịch bệnh đi quá mà. Cái thả không ghê là không báo chị kinh, nhưng mà đợt này hơi bị đi ngoài đường còn cấm mà. Đi bộ ngoài đường là hình như cấm luôn á. Với thể dục cũng được chứ sao? Hử? Thể dục cũng được chứ sao? Ừ. Anh bấm mua mà không cấm bán hàng về hàng rồi là mình phải ra bộ phục rồi anh. Ừ, nhưng mà tôi đang hỏi cái thằng về giá hàng á, không chưa là khi nào mà bị lên app không nhận đơn nữa thì mình không bị gửi, còn bây giờ vẫn không dùng. Chứ tạp người nó đi bố cục không có nhận nữa. Thằng công an á. À, không nhận hả? Ừ. Nói rồi đó. Nó hồi xưa trừ rồi đó. Mà chị nghĩ nếu mà hát cấm thì bên kia cũng phải không có cho hoạt động chứ, không lẽ họ làm sai. Chắc là nghĩ là tự ship á, tự bán online qua mạng á. Còn bên mà bên công ty đồ họ có làm việc nữa là giao hàng ở các tỉnh thì chắc được chứ. Mình là đi giao hàng mà lắp được bị phạt anh. Đúng rồi. Giờ ra đường là phạt. Có lý do là phạt. Giờ ra đường là phạt thôi. Mày kê. Có vắc xin trả rồi rồi. Nghĩ cái gì có thật.
độ giờ trừ mà lên ghê thì dịch á, đứng thứ ba rồi. Mỹ thì đứng nhất rồi, Mỹ giờ trừ nó sống chung với dịch luôn mà. Kiểu là họ kêu tự bị xong rồi bị ấy luôn á, để cho miễn dịch luôn á. Tức là ai có bệnh rồi là chết liền luôn. Cái này nó không có đề kháng là nó